Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 300 triệu token có ký hiệu là SNOB. Con này nó chạy trên nền tảng của Avaxchain nha tất cả các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình. Các bạn mở cái link form nữa các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter và copy hashtag này và tag hai người bạn nha các bạn. Khá là đơn giản luôn các bạn. Kèo này khá là ngon các bạn, cố gắng làm kèo này nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tôi quyết với hashtag đó nha bạn. Rồi các bạn dán vào. Khoan, để mình copy cái hashtag này các bạn. Rồi để mình chỉ dẫn tôi quyết lại các bạn. Mình dán hashtag vào các bạn. Rồi hashtag là Irop Sonabat nè các bạn. Rồi mình tới tôi quyết lại nha bạn. Sau khi tôi quyết lại xong thì các bạn mới đắp lại lên phong hồi nãy nè các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh Chiller nữa nè. Kèo khá là ngon các bạn, cố gắng làm kèo này các bạn. Thì thông số của tóc cần nem chanh thì cô để phần link mô tả cho các bạn. Hồi mình hướng dẫn các bạn add luôn chắc luôn các bạn. Kèo này khá là ngon các bạn. Rồi bạn bắt đắp lại các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Chiller nữa nè. Rồi các bạn xôn xào các bạn, không có gì hết. Rồi tiếp tục các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn xôn xào Discord nha tất cả các bạn. Xôn fan Discord. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nha tất cả các bạn. Good. Những điều thực hiện. Chào mừng người đến với Xôn La Chat Valency. Rồi sau khi bạn tham gia nhóm xong thì các bạn bắt đắp lại cái link phong hồi nãy nha tất cả các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn đã join vào các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Còn win vnnh9 nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi làm cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Nhấp chào bài bạn cùng nè. Thì hồi nãy rồi các bạn bấm vào bài này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lên nha các bạn. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Phan phan các bạn. Rồi các bạn dán hashtag vào đây nha tất cả các bạn. Cái đường link tài quyết vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Discord của tất cả các bạn đang xôn xao. Thì các bạn mở Discord của tất cả các bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Bạn nhấp vào một trang cá nhân APA mà nè. Các bạn copy cái username bên chỗ này nè các bạn. Quỳnh Giang Anh Thăng 6160. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Ui Quỳnh Giang Anh Thăng. Khoan các bạn chờ xíu nha các bạn. 6160. Để mình kiểm tra lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain trên với MetaMask. Các bạn nhớ tích hợp mạng Avax vào nha các bạn. Em coi tất cần Avax này nó với giá là 15 đô cho một token đã list rất là nhiều sàn các bạn. List sàn như sàn Binance này nọ các bạn. Binance, Huobi, KuCoin các bạn. Thì để tích hợp mạng được con này thì mình có để một cái thông số là các bạn copy cái thông số này add vào MetaMask các bạn. Đầu tiên thì tên em là Avaxchain, các bạn copy cái dòng UGLC này các bạn, copy vào nè. Rồi các bạn mở địa chỉ với MetaMask mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một cài đặt nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chữ mạng thêm tùy chỉnh RBC nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thêm mạng nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái đường link URL hồi nãy vô đây nha các bạn. Rồi tên mạng. Tên mạng là các bạn ghi là Avaxchain nha các bạn. Cái tên này không quan trọng.
Avalanche nè. Tiếp tục mã chuỗi thì các bạn điền giùm mình là 43114 nha các bạn. 43114. Ký hiệu là Avat. Rồi tiếp tục các bạn copy cái này nha các bạn. Cái phần link đấy nè. Rồi. Ký hiệu là Avat nè, các bạn ghi là Avat nha các bạn. Rồi các bạn dán cái URL URL hồi nãy nha các bạn đã copy đó. Rồi các bạn bấm vào thêm nha các bạn. Sau khi bạn bấm thêm rồi xong là các bạn sẽ có một cái mạng là khoan các bạn. Rồi là các bạn có một cái ví Avat nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một nhận nha các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link form hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn giới thiệu mình có đẩy phần link mô tả các bạn. Cái mã giới thiệu của mình là A cộng anh 123 anh 3 số 1 3 số 2 nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng 300 triệu tôi cần có cái hiệu là SNOB. Trên đây cũng kết thúc các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.